tổng chiều dài là 280 mấy cây á, mà không rõ nữa. Hôm nay là mất thêm, có thể mất thêm là 8 tiếng, 8-9 tiếng để đi đường. Đó, đây là khung cảnh phố cổ Hội An vào một buổi sáng. Chỉ có hình bóng những em học sinh đi học và những người dân người ta đi làm thôi. Khách du lịch giờ này chắc vẫn còn đang ngủ. Nếu mà buổi sáng tầm này mà mặc áo dài mà ra phố cổ chụp hình cũng khá là đẹp ha anh em. Yên tĩnh, không có bị xô bồ, cũng không có vướng ai hết. Làm tô mì Quảng trước khi lên đường. Anh có ăn mì Quảng luôn. Mì Quảng đây là cái gì? Mì thịt hay là tập cẩm hả? À, cho đảm được. Thấy có vẻ khách du lịch họ thích ở Hội An hơn Đà Nẵng ha. Vô đây đông quá trời luôn. Đà Nẵng mình không thấy bao nhiêu hết á. Họ khách Tây họ thích ở Hội An tại vì cái vẻ cổ kính lại quán xá nó xanh sát nhau á. Họ đi bộ cũng dễ. Đi tour ví dụ như ở Hội An thì họ sẽ thuê xe đi chạy lên Đà Nẵng. Nhưng mà đa số là họ ở Hội An nhiều, xong rồi làm tour chạy lên Đà Nẵng, xong cũng vòng về Hội An rồi. Tại vì ở đây nó yên bình hơn, bên Đà Nẵng thì nó thành thị, nó hơi xô bồ. Tên gì em? Khách sạn OH. Đây là
quán bún Ngọc Liên. Hôm nay mình mới vô ăn thử, nghe lời giới thiệu của chị chủ khách sạn giới thiệu qua. Cái tô bánh canh nó làm bằng bột gạo rất là hấp dẫn luôn. Đây là món bánh canh chả cá tôm ở Quy Nhơn. Đây là món gỏi sứa ha. Đây. Ở đây là quán Ngọc Liên số ở đây số mấy em? 379 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn. Quán khá là rộng rãi. Ra quảng trường này bố chụp hình cho con tắm. Đây nè. Chạy mé mé đây chụp tấm hình. Đây là tượng đài của cụ Nguyễn Sinh Trắc, Nguyễn Tất Thành. Bố, giờ... Đây nè, đây là chỗ người ta hay để xe đây nè, xong người ta đi bộ ra biển. Đây thôi, chạy xe đậu xe đây thôi. Biển Quy Nhơn cát rất là sạch sẽ và biển rất là đẹp, trong xanh, nhìn rất là mê, rất là muốn tắm luôn. Nhưng mà tiếc là mình đi ra đây không có mang đồ tắm, lại cũng đuối rồi, đi một ngày dài đuối rồi. Sao vậy con? Không, giờ con cũng đâu có đồ đâu mà tắm. Đẹp quá. Chở đi. Buổi sáng ở Quy Nhơn đi ăn bánh hỏi cháo lòng hả? Cái này bánh hỏi cháo lòng. Hấp dẫn ha. Chờ cháo lên. Đây là cháo. Rồi, mời cả nhà ăn sáng. Tạm biệt thành phố biển Quy Nhơn nha. Anh em mình lại tiếp tục hành trình đi về đi lên Đà Lạt. Tổng chiều dài là 334 km, dự kiến là sẽ đi trong 8 tiếng. Bây giờ là 7:40.
Và nếu mà thuận lợi á, đường đi thuận lợi thì có thể mình 4 giờ chiều mình sẽ tới Đà Lạt để đón hoàng hôn. Hôm qua em ra biển chưa Minh? Đâu có tắm nhưng mà biển sạch quá ha. Ra đây biển mà trong mà sạch đẹp đẹp luôn. Mà cát nó vàng mà đẹp á, vàng mà sạch luôn, nó nhìn nó mịn mịn ghê, đã ghê. Buổi sáng ở ngoài này nhìn yên bình quá ha. Nhìn biển đẹp quá trời luôn. Này là nó dắt mình đi đèo, một cái đèo nhỏ đi ngang qua rừng rồi đó hồi đi ra quốc lộ. Đường này chỉ vừa xe hơi thôi, xe tải, xe khách, xe tải đâu vô được, xe hơi với xe khách, xe con đồ các kiểu. Mình ra lại quốc lộ 1D và tiếp tục hành trình. Đây đi cảnh báo là xuống dốc liên tục. Với con BZ này mà đã xuống dốc liên tục thì cứ là thắng thôi. Chứ ai bảo đi xe tay ga không là thắng, không là thắng, anh em lao qua bên kia đường luôn. Xuyên qua mấy hàng cây nhìn đẹp. Hôm qua lúc mà chiều qua anh ra biển á, anh cũng không có thấy đông người tắm, cũng bình thường, chỉ như có một tốp người tắm mà chứ không có ai mà chen chúc đồ ha. Từ đây đi xuống là mình cũng đi ngang qua đèo đèo Cà Ná gì đó, có đèo Cà Ná nữa.
Phú Yên đó. Đi vô đèo rất cũng đẹp. Hôm qua mấy giờ ngủ? Hôm qua anh phải 12 giờ mấy mới ngủ được. Đó cứ nó cứ quằn trong bụng á, khó ngủ. Nếu mà 40 cây nữa thì thôi thì 9 giờ đi, là 8 giờ 20 mấy rồi, 9 giờ cho ăn nghỉ xíu, đừng có chạy cố. Đi bên phải để vào lại quốc lộ 1A nha mình. Nói chung là nếu mà mình mà còn chạy solo thì mình có thể chạy một mình kéo 75, 80, 85 được. Mà xe mình đang chở người với lại hành lý cho nên là cũng muốn chạy nhanh cũng hơi khó. Lại tốc độ giữ an toàn cho nên là mình cứ tàn tàn 70, 65, 70 là đẹp. Ra đi gió mà. Bây giờ là mình đang đi vô đèo Cả, đèo Cả Phú Yên, con đèo rất là đẹp. Thì chỉ có xe khách, xe tải, xe con mới đi vô hầm đèo Cả thôi, còn xe máy thì phải đi qua đèo. Đi đường nó rất là êm, nó không có ổ gà ổ voi như là quốc lộ 1A. Và lát nữa vô trong mình sẽ thấy một bên là biển, một bên là núi, rất là đẹp. Tại vì nó là mặc định rồi, không cần báo. Cái dốc ngoài trên Hà Giang nó mặc định là lên mới xuống liên tục.
Ở đây là biển Phú Yên đó, đẹp ha. Bên là biển, một bên là núi, đẹp, xanh, biển xanh, núi trắng. Quán view biển của chú Năm Dũng. Có một cái view rất đẹp. Quá đẹp luôn. Ở cái view như vậy trên hướng gần đây là hướng gần hết đèo cả anh em, thì có cái quán của chú Năm Dũng, anh em nào mà đi xa mà thì gần ở đây uống. Chợ Dinh Ninh Hòa 400m nữa rẽ phải nha Minh. Rồi, đèn đỏ rồi. Rồi đi luôn. Chưa, ở đây mình còn ở dưới đồng bằng mà sao lặn được. Đi lên đèo Khánh Lê cơ, bắt đầu đi vô đèo Khánh Lê mới cảm giác mới lên núi mới lặn được. Ok chưa? Ok rồi gì? Ok. Đi lên đèo Khánh Lê họ nó mới bắt đầu cảm giác lặn lặn chứ còn đây là còn nóng. Đi ngon lắm luôn. Nãy giờ đường hơi xấu.
gì em? Đi qua chỗ này mát mát được xíu rồi nè. Nãy giờ đi nắng quá. Thị trấn Khánh Vĩnh này. Đây là thị trấn Khánh Vĩnh này. Nhìn vắng quá ha. Từ đây cách Đà Lạt khoảng 98 cây thì cái đèo Khánh Lê nó chắc cũng mất hết vài chục cây rồi. Bắt đầu vô đèo Khánh Lê dài 29 km. Đi hết 30 cây này thì hết đèo thì từ đó vô Đà Lạt còn chừng khoảng 50 cây thôi. Núi nó che nắng nhiều rồi đó. Chưa, cái khúc đó là chưa. Khúc đó vẫn còn đang giữ liên lạc. Về sau cơ, mấy tháng sau cơ. Thì chỗ đường Khánh Lê, đèo Khánh Lê dở làm đường đẹp ghê luôn. Nó một số đoạn nó mở rộng nó cho cái góc cua nó trở nên nó thoải mái hơn. Giờ nó làm mấy cái rào cho nó kiên cố hơn xưa rồi. Xưa đâu có mấy cái này. Giờ nó phải làm đệt nền móng xong rồi làm cái rào xung quanh như vậy nè. Tưng lại có mấy cái lốp xe để tưng lại. Giảm cái rung chấn. Đó, đi dễ chịu được. Chứ nãy giờ đi vô cái đường làng mà từ nãy vừa Tuy Hòa xuống, má ơi nó nóng. Đến đây mát lạnh rồi nè. Dễ chịu ghê. Hồi nãy mình đi giữa nóng quá. Có đất xong anh bắp á, nhớ không? Ủa nếu mà anh nhớ không lầm vậy là mình, nếu mà nhớ không lầm mình, nếu mà mình lên đó thì tức là mình đi đèo Khánh Lê rồi, đâu phải đèo Omega đâu. Em nhớ không? Mình đi gần hết đèo xong mình quay lại á là dắt lên cái nhà đó đó, vậy là cái đèo này rồi. Không phải đèo kia đâu. Anh nhớ kỹ mà. Vòng lên đây chơi xong phải dắt vô cái nhà đó đó xong cho mình ăn bắp bắp á, thì em nghĩ chỉ có cái đèo này chứ có đèo nào. Sau 335 km từ Quy Nhơn thì bây giờ là 4:30 mình đã tới Đà Lạt. Từ đây đi vô chợ chỉ còn cách mình 4-5 cây số nữa thôi. Nhưng mà có lẽ là mình đi ăn trước rồi mình mới vô khách sạn phòng. Đó lắm rồi.
Có như hành trình này là sáng nay là mình chỉ ăn sáng, xong rồi cả buổi trưa tới giờ là mình cũng không ăn gì hết. Mấy anh em chỉ là đi ăn bánh dọc đường thôi, còn lại là uống nước, nghỉ chân. Để bụng tối nay ăn các món nướng ở trên Đà Lạt cho nó ngon miệng. Vô mua có mấy ly kem thôi mà chờ nãy giờ luôn. Đúng là hôm nay cuối tuần thiệt. Đông, ở đâu cũng đông hết trơn. Chờ xíu coi mẹ sắp ra rồi.